Mặc dù đến năm 2021 mới diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng, nhưng ngay từ bây giờ, dư luận đều quan tâm và đặt hàng loạt câu hỏi: ai sẽ là tổng bí thư, ai sẽ vào tứ trụ, bộ chính trị sẽ cơ cấu như thế nào? Dư luận và báo chí trong nước cũng như nước ngoài đang theo dõi rất sát công tác chuẩn bị cho đại hội 13, đặc biệt là các sự kiện như hội nghị trung ương trước đại hội. Thậm chí, một số trang mạng như VOA, RFA còn giật tít rất đầy hé lộ nhân vật sẽ thay Tổng Trọng trong đại hội 13. Vậy, tình hình nhân sự đại hội 13 hiện nay như thế nào? Trước hết, về khách quan mà nói, còn quá sớm để khẳng định ai sẽ là lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Tuy nhiên, một quan điểm rất khách quan, toàn diện, căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định hiện hành, thông lệ của Đảng và những dữ liệu thông tin cho đến hiện tại về lựa chọn nhân sự, cấu trúc hệ thống lựa chọn, chúng ta vẫn có thể đưa ra những phân tích, phán đoán cơ bản. Và để biết ai sẽ là những người lãnh đạo cốt cán, chủ chốt của Đảng, Nhà nước trong những năm tiếp theo, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin có tính định khung để quý vị tham khảo và cùng dự đoán. Trước hết, nói về độ tuổi. Căn cứ theo Nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có thể khẳng định nhân sự đại hội lần này vẫn phải tuân thủ các quy định theo quy định của Nhà nước của các khóa trước. Theo đó, quy hoạch trung ương sẽ có 3 nhóm đối tượng tuổi 55, 50, 45 trở xuống đạt mốc tháng 1 năm 2021, thời điểm dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ đại hội khóa 13. Theo đó, nhóm 55 tuổi phải là các bí thư, phó bí thư tỉnh thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, trưởng đoàn đại biểu quốc hội các địa phương, trưởng phó ban, bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương. Số này phải đang là người đứng đầu hoặc đã được quy hoạch vào chức vụ người đứng đầu ở nhiệm kỳ 2021-2026 và phải là cấp ủy viên nơi đang công tác. Nhóm 50 tuổi thì chức vụ hiện hành thấp hơn một bậc nhưng cũng phải đang được quy hoạch chức danh như người đứng đầu cấp tỉnh hoặc đứng đầu cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương và các cơ quan đang là cấp ủy viên của nơi công tác. Nhóm trẻ nhất 45 tuổi không nhất thiết phải đang giữ các chức vụ như nhóm 50 tuổi nhưng phải trong quy hoạch ít nhất là phó bí thư cấp tỉnh, thứ trưởng và tương đương ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trực thuộc trung ương cho nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng viên trẻ này phải được đánh giá là người có phẩm chất, năng lực, thành tích công tác nổi trội qua thực tiễn công tác thể hiện năng lực lãnh đạo và quản lý. Đối với những ứng viên quy hoạch và đề cử bộ chính trị thì yêu cầu về tuổi là từ 65 trở xuống. Trên 65 tuổi thường không được đề cử nhằm đảm bảo nguyên tắc kế cận. Như vậy, những ai biết đếm sẽ nhầm ra ngay những ai còn lại, ai sẽ nghỉ trong số các ủy viên bộ chính trị hiện tại. Đối với chức danh tổng bí thư, theo quy định hiện nay, một ứng viên được đề cử vào vị trí này, ngoài việc phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, cần có một điều kiện đặc biệt, đó là ứng cử viên phải có năng lực lãnh đạo, điều hành ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư. Như vậy, chắc chắn không thể là người ngoài bộ chính trị hiện tại được, vì sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn này. Ai đã đoán được số ủy viên bộ chính trị qua cơ cấu về tuổi như đã nêu sẽ biết được ai là ứng viên vào vị trí này. Đối với chức danh chủ tịch nước, hiện nay Đảng chưa có chủ trương nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, nên đến đại hội lần thứ 13, khả năng cao chúng ta lại chứng kiến sự quy hoạch lại cấu trúc 4 chức danh chủ chốt. Theo quy định 690/QĐ-TVK, đối với chức danh chủ tịch nước đều sẽ có các tiêu chí chung và cụ thể, bao gồm uy tín, năng lực nổi trội, lĩnh vực công tác. Tuy nhiên, việc quy định nhấn mạnh tiêu chí là có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp, sẽ giúp những người có hiểu biết dễ dàng liên hệ những ai trong hệ thống hiện tại thuộc diện này. Đối với chức danh thủ tướng, đây có lẽ là vị trí nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả vì liên quan trực tiếp đến nhiều vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhận diện vị trí này hiện nay cũng không hẳn là quá khó. Đối với chức danh thủ tướng, ngoài các tiêu chí chung, thủ tướng được đòi hỏi phải là người có năng lực nổi trội trong quy hoạch chiến lược, quyết đoán, quyết liệt, kịp thời giải quyết những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến lĩnh vực hành pháp. Điều đó đồng nghĩa với yếu tố kinh nghiệm trong lĩnh vực hành pháp sẽ được ưu tiên. Đồng thời cũng theo lịch sử cho thấy, hầu hết các thủ tướng đều trưởng thành từ phó thủ tướng. Do đó, việc đoán ai là thủ tướng tiếp theo cũng không quá khó đối với những người am hiểu chính trị Việt Nam. Cuối cùng là chức danh chủ tịch Quốc hội. Về cơ bản, tất cả các ủy viên bộ chính trị khóa 12 đều tái cử nếu đều có cơ hội như nhau để tiến tiến danh đứng đầu cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên, nếu theo tiêu chí của chức năng chủ tịch Quốc hội như có khả năng hiểu biết sâu sắc hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, có năng lực điều hành chất lượng, hiệu quả các phiên họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cũng không quá khó để đoán ai là ứng viên. Theo như phân tích trên đây, cùng với các vấn đề có khách quan, truyền thống,
thì lựa chọn sẽ không có gì thay đổi. Do vậy, chúng tôi nhận định tại đại hội lần thứ 13 chủ yếu sẽ lựa sự bổ sung thế hệ tuổi từ giữa cho đến cuối 6X cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư để đảm bảo vững chắc nguyên tắc kế thừa các thế hệ lãnh đạo theo đúng tinh thần lựa chọn nhân tố mới mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường đề cập.